Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm bất động sản mà chủ sở hữu đang muốn bán tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với diện tích lên đến 251m², được xây dựng thành một nhà 2 tầng và một nhà 3 tầng, bao gồm 6 phòng ngủ rộng rãi, 6 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 nhà bếp, 1 gara để xe, 1 phòng khách, 1 phòng làm việc, 2 sảnh phơi. Và đặc biệt nhất, ngôi nhà được trang bị một phòng hát rộng rãi, dùng để giải trí cùng gia đình và bạn bè thì rất tuyệt vời. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, anh chị xin hãy vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích và chính xác nhất với nhu cầu của quý anh chị. Nhà đất An Phú, giao dịch theo giá của bạn.